bạn phải cắt tỉa cho nó gọn gì cho nó nuôi cái nhánh đỡ mất sức. Mấy cái đọt này nó không có sống mà là già đọt già sao? Mấy con lửa đọt già con ngắt không biết. Cái nhắn chùa lưỡi gì này nha các bạn, cắm xuống vô đất sình. Các bạn chứ đựng tiếp nó nuôi cái bông không nổi đâu, nó xuống 2 mắt lá. Ai muốn dài thì nhấp 3 mắt lá cũng được, mà chịu khó chăm nó để nó nuôi cái như cái nhánh. Nó cứ như vậy rồi các bạn cắm chỗ lỗi gì đó rồi cắm xuống đất sình. À, đúng rồi sao rồi? Đúng rồi. Mí hồng mà sao lên màu hồng ta? Chọn cái app này nó lên màu. Nhớ xíu mà lên bông đẹp ghê. Cây này cũng nhỏ nhưng mà chưa có bông. Phía bên đây. Phía bên đây. Cây nhỏ này có bông thấy thương quá. Rễ trắng à, con quay cái rễ. Đây đưa đưa rễ đây con quay. Đó, rễ trắng hết trơn. Rễ quá chừng rễ luôn. Hello, hello, xin chào các bạn. Chủ nhật cuối tuần mình ở nhà trồng cây, còn các bạn có đi đâu chơi không? Ui bằng áp nó xanh xanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra màu mỹ hồng ta. Chọn cái áp này nó hơi hơi nhạt màu. Hello, anh Nguyễn Thanh Tâm, bạn YouTube của mình đây, bạn bè YouTube của mình đây. Anh Tâm lãnh